Kính thưa quý khán thính giả của đài VNTV, một lần nữa xin đón chào quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bác sĩ Lưu Quốc Bảo, một bác sĩ chuyên khoa về phổi và ICU, tức là những tình trạng nặng khẩn cấp của về bệnh phổi. Bác sĩ Lưu Quốc Bảo tốt nghiệp nội khoa và chuyên khoa về bệnh phổi ở UCSD. Một lần nữa, ngày hôm nay, thưa quý bác sĩ Bảo, chúng ta sẽ trở lại với đề tài gì ạ? Em nghĩ mình nên nói chuyện về cúm. Vâng. Dạ. Bệnh cúm thì xảy ra thường thường cỡ chừng từ mùa thu cho đến cỡ chừng mùa đông. Ở California thì thường thường bệnh nó tới trễ hơn một chút xíu. Thì mình có thể tới tháng 11, giữa tháng 10, cuối tháng 10, tháng 11 nó mới bắt đầu mới có mấy cái case về bệnh cúm. Còn ở East Coast, ở bên miền Tây thì người ta gặp sớm hơn. Có thể là tháng 8, tháng 9 là đã bắt đầu có rồi. Bệnh cúm cái đặc biệt á, là mỗi năm nó mỗi khác. Nó tùy cái con vi khuẩn cúm. Thì bên CDC đó là cơ quan ngừa bệnh của Mỹ đó. Thì mỗi năm người ta có nghiên cứu, người ta coi thử năm này con vi khuẩn cúm nào nó sẽ loan truyền. Thì trước khi tới mùa cúm đó thì người ta bắt đầu người ta chế vaccine. Cái đặc biệt mà bà con không biết là tại vì mấy năm trước thì CDC thường thường nói là chỉ nên những người bệnh nặng hoặc có người bị immunocompromised đó, thì nên chích ngừa. Nhưng mà mấy năm gần đây, cách đây 2 năm rồi đó, thì CDC recommend là mọi người, nghĩa là có bệnh hay không có bệnh, cũng vẫn nên chích ngừa cúm. Thưa bác sĩ Bảo, có người nói rằng là cái gọi là cái vaccine đó để chích ngừa cúm đó, có khi có năm nó trúng mà có khi nó trạt quá cả. Thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Dạ, đó cũng đúng. Cái đó không phải là tại vì người ta sơ suất, người ta không có tìm được cái con vi khuẩn, nhưng mà nhiều khi người ta chế cái vaccine cho con vi khuẩn này, nhưng mà cái con không vi khuẩn này nó lại không có loan ra, mà một con vi khuẩn khác nó trở lên. Cho nên mỗi năm nó mỗi khác. Nhưng mà thường thường á, thì khi mình đi chích ngừa flu shot đó, thì trong cái mũi chích đó nó có tới 4 cái con vi khuẩn, nó gọi là inactivated vaccine. Thì trong đó có 2 con là influenza A và 2 con là influenza B. Để người ta muốn làm như vậy là tại vì nhiều khi cái con vi khuẩn mà nó loan ra lớn lên á, con vi khuẩn đó không nằm trong, không có thể đoán chắc được là con nào. Hình như là nó họ cũng dựa trên là cái thống kê của những cái con vi khuẩn đã gọi là tấn công những mùa trước, có phải không anh? Dạ, thứ nhất là như vậy. Dạ, và cái quan trọng hơn nữa là mình ở trên miền Bắc, gọi là Northern Hemisphere. Thì cái mùa đông của mình nó tới sau cái mùa đông của Southern Hemisphere. Là ví dụ như những người ở bên Úc, thì cái con vi khuẩn mà nó tấn công bên Úc trước đó, thì người ta đoán là thế nào cũng sẽ loan lên phía Northern Hemisphere. Thì người ta tìm những cái con vi khuẩn đó rồi người ta chế cái thuốc để Ok, vậy thưa anh, thì cái khi nào thì chúng ta là có những cái triệu chứng mà chúng ta nghi ngờ là bị cúm? Tại vì thứ thật là cá nhân của tôi, trong 2 tuần vừa rồi tôi mới đi Trung Quốc về. Khi mà trên đường chúng tôi đi từ Thành Đô ở là tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc về, thì chúng tôi bị nóng sốt và bị ho. Thì mình nói ho thì nó bị cảm thôi chứ làm gì, nhưng mà nó kéo dài cả tuần lễ, thì làm sao mình phân biệt được là cảm và cúm như thế nào? Cái này rất là quan trọng anh Minh. Thì cái mùa này cúm cũng nhiều mà cảm cũng nhiều. Cho nên mình phải tìm cách làm sao mình biết được là ai bị cúm mà ai bị cảm. Thì bị cảm thường thì thường sổ mũi, ho, có thể có sốt, nhưng mà thường thường không có sốt cao. Bị cúm thì nó nặng hơn. Cũng có thể là sổ mũi, cũng có ho, thường thường nhức đầu.
thường thường cái quan trọng là bị thịt bắp thịt nó đau ê ẩm, rồi nhiều khi xương khớp xương nó cũng đau ê ẩm, mà sốt thì thường thường sốt rất là cao, và nhiều khi liệt giường luôn là mệt quá đó, cho nên cái đó thường thường là mình phải đi khám nghiệm liền, tại vì mình phải biết là cái này là bị cúm hay là bị cảm thường. Bị cảm thường thì mình chỉ có cần uống thuốc ho, uống thuốc giảm sốt, mình nghỉ ngơi, mình uống nước nhiều ở nhà thì nó sẽ hết. Còn khi mà bị cúm thì nó quan trọng hơn. Tại vì khi mình bị cúm thì bây giờ mình đã có thuốc chữa cúm rồi. Nó gọi là Tamiflu. Bác sĩ mình biết rồi. Thì và mình có cách mình thử nghiệm được. Nghĩa là khi mà mình vào văn phòng bác sĩ hoặc là vô urgent care hoặc là emergency department thì người ta sẽ lấy cái bông gòn, người ta chút xúc vào trong mũi mà một chút, rồi người ta gọi đi phòng thử nghiệm. Thí nghiệm người ta có thể làm được PCR hoặc là một cái test là biết là bị flu hay không. Khi mà mình bị flu đó, bị cúm đó thì người ta cho mình chữa bệnh cúm liền, là cho uống thuốc Tamiflu liền. Thưa anh, ngoài cái Tamiflu thì Tamiflu thì mình có thể chữa trị bằng những thuốc gì khác hay không? Là khi nào thì bệnh nhân cần phải nhập viện? Khi bệnh cúm thường thường thì phần đông thì mình không cần phải nhập viện. Mình cho uống Tamiflu về nhà chăm sóc, thường thường phần đông thì qua bệnh. Nhưng mà có một số người, ví dụ như người lớn tuổi hoặc cái nhiều người bị tim hoặc là bị phổi, bị bệnh kinh niên, bệnh thận chẳng hạn, thì những người đó có thể sẽ nặng hơn và có thể sẽ bệnh trình sẽ phát triển nhiều hơn, nó sẽ thể viêm phổi. Khi mà bị viêm phổi như vậy rồi á thì mình phải cho nhập viện. Tôi có những trường hợp một số người quen khi nhập viện có khi, tức là có khi họ phải bỏ ống vào đó, giống như là trong trường hợp gọi là critical care, giống như là những người bác sĩ như anh chuyên khoa về phổi và tim mạch đó, là phải chăm sóc những người đó. Thì những cái những trường hợp, những tình huống đó thì mình phải chữa trị như thế nào? Có khi mình có cần phải dùng thuốc trụ sinh hay không? Thì khi lúc đầu khi mình bị cúm đó thì phần đông là mình không cần phải chữa bệnh bệnh nhân bằng chữa trị bằng trụ sinh. Nhiều khi trụ sinh cho uống sớm quá thì cũng không có tốt, mà có thể có hại đến cho bệnh nhân nữa. Tại vì trụ sinh nó phát ra những cái trường hợp bị resistant, cho nên mình không, sau này mình không có xài được trụ sinh. Nhưng mà khi mà mình bị cúm nặng đó, nhiều khi nó phát triển đến viêm phổi rồi đó, thì phần đông mình sẽ phải cho nhập viện và phải vô, nhiều khi phải vô intensive care nếu như mà người ta khó thở hoặc thở không đủ, hoặc là nếu như oxygen quá thấp thì mình phải support thêm, là có thể mình phải đặt ống vào để mình hô hấp nhân tạo. Và trong những cái trường hợp đó thì phần đông là mình phải xài trụ sinh nữa, là tại vì lúc đó có một phần lớn bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng thêm nữa, ngoài cái flu ra là còn thêm cái viêm phổi và bị nhiễm trùng về bacteria nữa, cho nên mình phải chữa bằng đông. Vậy thì theo như bác sĩ bảo, trong trường hợp mà chỉ cảm nhẹ hay cúm nhẹ thì chúng ta chưa cần đến thuốc trụ sinh, phải không nào? Chỉ trường hợp nào mà nặng đó thì có thể cần thuốc trụ sinh. Vì một cái vấn đề nữa mình hay nói đó là quan tâm, đó là vấn đề lần thuốc trụ sinh, tức là nó bị resistant thuốc trụ sinh, như là MRSA hoặc là gần đây nó gần như là người ta cứ thuốc trụ sinh nào ra thì con vi trùng nó cũng tìm cách nó biến chế để mà nó chống lại. Đúng rồi bạn, anh mình thêm một cái nữa là khi mình uống nhiều trụ sinh á thì mình lại phát ra những cái bệnh khác, ví dụ như C. diff là gọi là Clostridium difficile colitis, bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy này không phải là bị tiêu chảy bình thường, tiêu chảy này là vì mình nhiễm trùng một con vi trùng khác, con vi trùng nó gọi là Clostridium difficile. Thì rất là khó chữa. Thứ nhì nó rất là dễ lan cho người thân của mình, trong gia đình mình nữa. Cho nên xài nhiều trụ sinh mà không có
đúng chỗ mà bất cứ lúc nào cũng xài được á, thì rất là dễ xảy ra những cái trường hợp như vậy là bị mình lờn, người ta nói là lờn thuốc, và mình phải có những cái complication như là như C. diff chẳng hạn. Yeah. Thưa quý vị, thuốc trụ sinh ra đời vào khoảng năm 1940, tức là ông bác sĩ gọi là ông Fleming. Thời đó, tình cờ ông khám phá rằng là một cái loại nấm trong cái dĩa cấy vi trùng của ông ta, thì ông khám phá cái loại nấm đó, nó ngăn chặn cái sự mà sinh sản của những cái con vi trùng đó, cho nên ông ta lọc ra. Lúc đầu ông chỉ làm gọi là để thuốc rửa khử trùng thôi, nhưng sau đó thì một số bác sĩ họ sử dụng để chữa trị những cái bệnh nặng, thì nó trở thành ra là nó phải nói là một cái thuốc thánh đó, trời ban cho chúng ta. Nhưng mà trong suốt từ khoảng từ năm 1940 tới nay, nó đã có nhiều cái thế hệ thuốc trụ sinh ra đời, gọi là bà con cháu chắc gì đó tới chích rồi nó ra đời, tức là bao nhiêu đời. Nhưng mà cuối cùng là lý do mà chúng ta sử dụng thuốc trụ sinh một cách bừa bãi, cho nên nó sanh ra cái nạn lờn thuốc. Cho nên gần đây cái khuynh hướng là gọi là cơ quan CDC và Bộ Y tế khuyên ngay cả bác sĩ chúng tôi là nên bớt dùng thuốc trụ sinh trở lại. Đúng rồi. Và khuyên bệnh nhân cũng không nên sử dụng thuốc trụ sinh một cách bừa bãi. Đó là một điều rất là quan trọng, xin quý vị cần lưu tâm đến chuyện đó. Rồi cái chuyện thứ nhì nữa mình xin hỏi bác sĩ Bảo, đó là chuyện sốt. Dạ. Thì tại sao bị sốt? Dạ, thường thường á, bị sốt là cách bình thường nhất là bị nhiễm trùng. Rồi. Mà nhiễm trùng đây không phải là con vi trùng, hoàn toàn có thể là bị vi khuẩn hoặc là bị nấm như anh nói, hoặc là một khác. Hoặc là nhiều khi bị sốt không phải là tại vì nhiễm trùng nữa. Nhiều khi bị sốt là vì inflammation, là ví dụ như anh bị những cái bệnh collagen vascular disease, vasculitis, những cái autoimmune cũng có thể là bị sốt. Bình thường á, phần đông thì mình cảm nhẹ là nó bị sốt. Cho nên sốt mà bình thường lên chút xíu rồi mình uống thay là thuốc rồi giảm sốt rồi mình bớt đi là nó không có trở lại thì không có gì mình phải lo ngại. Nhưng mà uống sốt mà mình uống thuốc giảm sốt như Tylenol chẳng hạn mà nó không có xuống, hoặc là xuống rồi là lên lại nữa, là lúc đó mình phải quan tâm, mình nên đi khám bác sĩ hoặc là đi urgent care hoặc là đi emergency department. Như vậy là sốt là do cái sự đề kháng, gọi là cái immune system, dạ, right? nó chống lại cái bacteria, thì trong đó nó involve rất là nhiều cái, we talk about interleukin system, right? Dạ. The cytokine system, then prostaglandin, all that, you know. Nhưng mà gần đây người ta là có một cái khuynh hướng, bác sĩ Bảo nghĩ như thế nào, người ta có khuynh hướng rằng là chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều tới sốt lắm, nghĩa khi nào nó sốt quá thôi, chứ không phải lúc nào mình cũng cần sốt là đụng một cái là mình uống thuốc giảm sốt. Dạ, đúng rồi. Là vì có phải đúng là cái research nghiên cứu cho thấy rằng là uống thuốc gọi là prostaglandin, gọi là ibuprofen chẳng hạn, anti-prostaglandin, nó có thể nó kéo dài cái gọi là cái thời gian là hồi phục. Ví dụ như trong intensive care, trong người ta có làm nhiều cái research, nhiều bệnh nhân sốt thì lúc mà cách đây trong thời khoảng gần đây ấy, thì khi bệnh nhân sốt trong intensive care lúc nào y tá bác sĩ cũng rất là quan tâm, lúc nào cũng cho thuốc để giảm sốt. Nhưng mà gần đây người ta thấy có nhiều cái case là mình không cần giảm xuống quá, lúc nào cũng giảm sốt, thì cái bệnh nhân đó nhiều khi để cho nó sốt vừa không có quá cao nhưng mà vừa được rồi, thì có nhiều người lại khỏi bệnh sớm hơn. Cái sốt đó nó nhiều khi nó có một cái function riêng, là nó có thể cái nhiệt độ cao lên để cho cái con vi trùng hoặc con vi khuẩn nó không có loang ra được nhiều trong trong cơ thể của mình. Nó cũng có cái điều tốt, cũng có điều xấu, nghĩa là khi mà sốt thì mình mất mất nhiều nước, rồi mạch máu mình nó nở ra, thì áp huyết mình sẽ xuống. Thì khi mà nằm trong intensive care, những cái đó thì mình support được. Mình mất thừa, người ta mất nước thì mình cho thêm nước. Và khi mà áp suất xuống thì mình cho thuốc để cho mình nâng áp suất lên. Mình không cần phải chữa cái sốt nhiều khi nó quá cao thôi.
Thì có một số bác sĩ người ta khuyên là bây giờ có thể mình phải trở lại với cái ví dụ với sốt, có khi mình phải chườm nước đá hay những cái gì đó trước khi chúng ta sử dụng nhiều những cái loại thuốc chống sốt. Họ có nói là, nhất là những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là những cái loại mà gọi là như ibuprofen, gọi là NSAID đó, nó có thể gây ra khó khăn về bệnh tim mạch chẳng hạn. Thành ra có Và đúng là bình bây thận giờ nữa anh, đó, bình thận thận mình nữa, nữa. cho nên hiện tại thì cá nhân tôi mà khi tôi bị sốt thì bây giờ tôi lại quay lại tôi uống aspirin. Dạ, có thể aspirin hoặc là Tylenol. Cái NSAID thì nó cũng có nhiều cái tốt nhưng mà cũng có nhiều cái điều nó sẽ có thể là hại được cơ thể. Có một điều em nên nhắc khi mình nói chuyện về sốt thì khi mấy em nhỏ thì nó khác. Vâng, đúng. Khi mà bệnh nhân nhỏ pediatrics mà sốt cao đó, thì nhiều khi nhiều em nó bị giật thần kinh. Cho nên trong những case đó, mặc dù không có bị nhiễm trùng hoặc không có gì nặng, mình cũng nên chữa trị sốt trong mấy em. Dạ đúng, cái đó một cái điều mà đáng quan tâm. Nhưng mà thực sự ra một số nghiên cứu cho thấy rằng là đa số những trường hợp các em bị gọi là kinh phong đó, giật thần kinh đó, thực sự nó không có cái gọi là cái ảnh hưởng về lâu về dài, Dạ không, không nó ảnh không hưởng có. lâu dài Dạ, nhưng mà nó nhưng mà khó chịu cho em đó lúc dạ đó, đúng khó đó chịu cho cha mẹ. dạ đúng Rồi, rồi đúng dạ rồi đúng. dạ Rồi, ok, thưa quý dạ vị, một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn bác sĩ Bảo đã trở lại với chúng ta để nói về đề tài cảm cúm và sốt. dạ Thì mùa cảm cúm đến rồi, quý vị cũng nên quan tâm những cái triệu chứng mà sốt của quý vị để mà gọi là tìm gặp bác sĩ gia đình cho sớm. Và nhất là đừng nên tránh, đừng có gặp bác sĩ Bảo ở trong cái phòng ICU thì nó cũng không tốt lắm thưa quý vị. Tuy nhiên, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Bảo. Và bác sĩ Bảo và chúng tôi cũng quen nhau trên Facebook và được biết là không những là đồng hương và chúng tôi cũng có những cái gọi là đồng cảm và đồng tình một chút xíu, đó là bác sĩ Bảo rất là thích về âm nhạc, bác sĩ Bảo rất là thể thao, thích gọi là chạy xe đạp đường trường. Và một lần nữa là một chuyện nữa rất là quan trọng, đó là bác sĩ Bảo rất là yêu vợ và yêu con. Đó là ba cái chuyện mà chúng tôi rất là đồng ý với nhau. Và thế nào chúng ta cũng sẽ trở lại nói chuyện với bác sĩ Bảo trong một chương trình gần đây thưa quý vị. Xin chúc quý vị luôn luôn được an lành bên cạnh người thân. Xin em xin nhắc khán thính giả, mùa mùa cúm tới rồi cho nên quý vị nên đi chích ngừa flu. Cảm Vâng, ơn cảm em. ơn bác sĩ Bảo.